Thưa quý vị, từ 18 giờ chiều ngày 25 tháng 7, hàng nghìn người dân bắt đầu vào nhà tang lễ quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hàng ngàn người nối tiếp kéo nhau dài cho đến tận đêm muộn vẫn chưa ngừng. Trong đó có những người xếp hàng đến 12 giờ vẫn chưa đến lượt, nên từ 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 đã có mặt tại nhà tang lễ. Có những người vượt cả trăm cây số, xuất phát từ khi trời còn chưa tỏ, mang theo lòng thanh kính, biết ơn đến cúi mình trước anh linh người cộng sản kiên trung của đất nước. Người dân chờ đến ngày thứ hai để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ sáng sớm ngày 26 tháng 7, rất nhiều người dân từ Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã đến xếp hàng dọc các con phố dẫn tới nhà tang lễ, chờ đợi để vào viếng Tổng Bí thư. Dòng người có mặt tại đây đủ mọi lứa tuổi, từ người cao niên đến các bạn trẻ, thậm chí rất nhiều người chờ viếng tối ngày 25 tháng 7 nhưng không đến lượt, sáng sớm nay đã ra xếp hàng mong có cơ hội được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban tổ chức lễ tang đã phân luồng các đoàn vào viếng Tổng Bí thư, một bên là các đoàn cơ quan tổ chức vào viếng theo thứ tự đã đăng ký, một bên là luồng viếng của người dân thì nối tiếp nhau như dòng chảy, liên tục không ngừng. Trước đó, lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư trong ngày quốc tang đầu tiên đã diễn ra đến nửa đêm. Do lượng người xếp hàng đăng ký vào viếng quá lớn, nên ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian viếng tại nhà tang lễ quốc gia từ 22 giờ lên 24 giờ ngày 26 tháng 7, cho đến khi hết người vào viếng Tổng Bí thư. Thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian viếng tại Hội trường Thống Nhất đến 23 giờ. Thôn Lại Đà đón các đoàn tới viếng đến 24 giờ. Ở góc phố Trần Thánh Tông, cô Nguyễn Thị Huệ cùng con gái đưa hai cháu ngoại vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô Huệ chia sẻ, cô bán hàng đêm nên từ hôm qua đến giờ đang ngủ đâu. 5 giờ gọi hai cháu gái dậy, đến đây xếp hàng. Dù thời tiết nắng nóng oi bức, xếp hàng lâu, nhưng mẹ con bà cháu đều hết sức trang nghiêm. Từng bước thành kính trong dòng người vào nhà tang lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư. Trên các phố dẫn vào nhà tang lễ Trần Thánh Tông như Nguyễn Công Trứ, Tăng Bạt Hổ, Giác Xanh, Nguyễn Cao, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, dòng người vẫn xếp hàng dài, tiếp nối tưởng như không đứt. Lực lượng công an nói chung, trong đó có phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, công an quận Hai Bà Trưng có mặt từ sáng sớm để phân luồng, phân làn, hướng dẫn giao thông, hướng dẫn người dân xếp hàng vào viếng. Cầm căn cước công dân trên tay, bà Cơ 86 tuổi buồn bã nói, đã thức đến sáng để chờ con cháu đưa đến Hội trường Thống Nhất. Bà Cơ xúc động, chỉ có hôm nay để thắp nén hương đưa tiễn Tổng Bí thư thôi. Cả đời Tổng Bí thư đã cống hiến cho đất nước. Giờ phút sau cùng này, bằng giá nào tôi cũng phải đến viếng. Bà Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1953, quê ở Quảng Ninh. Dù ở xa, nhưng tối ngày 25 tháng 7, bà đã bắt xe xuống Hà Nội, muốn đến thắp một nén hương để vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo vì dân, vì nước. Cũng xếp hàng dài trở vào viếng Tổng Bí thư từ sáng sớm, Lê Ngọc Hoa, sinh viên trường Đại học Thương mại chia sẻ. Là thế hệ trẻ, em rất ngưỡng mộ đức tính giản dị, liêm khiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một đảng viên, Hoa cho rằng em cần phải học tập noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà còn là hình mẫu của người lãnh đạo luôn vì lợi ích nhân dân, đất nước. Ý chí vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ của Tổng Bí thư là tấm gương để tuổi trẻ noi theo. Di chuyển hàng chục km từ Mỹ Đức, Hà Nội hướng về nhà tang lễ quốc gia, bà Lê Thị Niên cũng không giấu nổi sự xúc động nghẹn ngào. Bà Niên chia sẻ, khi xem những hình ảnh, tư liệu báo chí, bà thấy thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng. Cả cuộc đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến vì đất nước, vì dân tộc. Ghi nhận ở nhà tang lễ, trời càng về trưa, càng nắng gắt. Ban tổ chức đã bố trí thêm nhiều ô lớn che nắng để thuận tiện cho các đoàn đại biểu và dòng người vào viếng Tổng Bí thư. Mỗi người dân, dù nhiều độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nơi sống khác nhau, nhưng trong tim đều hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Người dân xếp hàng dài tại Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng giống như nhiều người dân miền Bắc, từ sáng sớm 26 tháng 7, hàng trăm người dân sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã xếp thành nhiều hàng dài bên ngoài Hội trường Thống Nhất chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong ngày 25 tháng 7, đã có 691 đoàn với 38.127 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.
Có mặt tại hội trường Thống Nhất vào sáng ngày 26 tháng 7, bà Vũ Thị Minh Khái, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù người hơi mệt nhưng vẫn đón xe đến hội trường Thống Nhất dự tang lễ và bày tỏ lòng tôn kính của mình với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Khái nghẹn ngào nói, tôi rất ngưỡng mộ tài năng, yêu mến tinh thần vì dân vì nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày nằm trên giường bệnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn làm việc, không có ngày nghỉ, hết lòng vì nước, vì dân. Tôi rất xúc động khi được đến dự lễ tang và nghĩ đó là niềm vinh dự của tôi. Bà Trần Thị Kim Hiến, 68 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động, lòng thành kính trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Hiến cho biết, bà bị suy tim nên hơi mệt. Bà được bộ phận điều phối tại hội trường Thống Nhất hỗ trợ xe lăn để tiện vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Hiến và con gái đặt hoa và sĩ ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để gia đình tưởng niệm. Bà Hiến cho biết rất ấm lòng khi thấy tình cảm của mọi người dành cho người lãnh đạo hết lòng vì dân. Từng đoàn người lặng lẽ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn. Tình cảm làng quê lại đà trong lễ tang của Tổng Bí thư. Quý vị thân mến, dưới thời tiết mưa nắng thất thường của những ngày hè tháng 7, dòng người dài dằng dặc, không thấy điểm cuối vẫn đổ về làng Lại Đà, xã Đồng Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội để bày tỏ lòng thương tiếc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị lãnh đạo tài ba, chính trực và liêm khiết. Cũng gần gũi và hòa nhã hệt như con người Tổng Bí thư, người dân thôn Lại Đà đã đón tiếp dòng người đến viếng bằng cả tấm chân tình. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều mở rộng cửa nhà, biến phòng khách thành nơi nghỉ tạm, mang quạt, nước phục vụ dòng người từ thập phương đổ về. Tình cảm làng quê Lại Đà trong lễ tang của Tổng Bí thư. Từ trưa đến đầu giờ chiều ngày 25 tháng 7, tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đồng Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hàng nghìn người dân mặc áo đen xếp hàng vào viếng, thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân trân trọng mang di ảnh của Tổng Bí thư đến lễ viếng. Người dân Lại Đà cũng rất nghĩa tình khi trở thành tình nguyện viên, mang từng cốc nước miễn phí gửi đến tay khách viếng thập phương. Nhà chị Ngô Thị Thuần ở đối diện nhà văn hóa, nơi tổ chức viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên không ít người ghé lại nghỉ chân. Chị mở rộng cửa, bày sẵn bàn ghế, quạt cây, nước mát. Người tới càng lúc càng đông, chị vui lòng vì có thể giúp họ đỡ mệt mỏi, coi đây là việc nên làm để tiếp khách đến làng. Chị tâm sự, thực ra chúng tôi coi đây là công việc chung của cả nước, chứ không phải là chỉ của riêng mình. Chúng tôi chỉ đơn giản là hoàn thành nghĩa vụ của một người công dân, trọn vẹn tấm lòng của người dân quê bác Nguyễn Phú Trọng. Có thể làm được cái gì thì cố hết sức để hỗ trợ cho các ban, ngành, đoàn thể và mọi người, cũng như thể hiện được tấm lòng của mình. Nhiều gia đình khác trong làng Đại La cũng giống như chị Thuần, hết lòng hỗ trợ khách thập phương trong ngày quốc tang. Khi thấy nhiều người đứng xếp hàng chờ dài đến lượt vào viếng, chị Tống Thị Hiệu sống cách nhà văn hóa chỉ vài trăm mét, liền mang toàn bộ 7 băng ghế dài và 3 chiếc quạt ra sân để phục vụ đoàn xếp hàng vào viếng có thể nghỉ ngơi chút ít. Chị Nguyễn Thị Trà, người dân thôn Lại Đà, cũng đi dọc đường làng dài cả cây số để mời nước đoàn viếng. Chị Trà chia sẻ, bà con về đây dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Mọi người vất vả, chúng tôi không biết làm gì để hỗ trợ, đền đáp ngoài cốc nước, chiếc khăn. Ông Vương Hữu Thìn, chủ nhà số 119 đường Lại Đà, cũng tình nguyện mang quạt ra ngoài đường để phục vụ khách thập phương đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thìn nói, thấy nắng nóng quá, bà con chúng tôi tự bảo nhau mang quạt ra phục vụ đoàn viếng. Còn chị Lê Thị Quy, khi thấy càng gần trưa, thời tiết càng nắng gắt, đang nghĩ ra cách cắt tấm bìa các tông thành những chiếc quạt cầm tay cỡ nhỏ. Chị đi dọc theo dòng người ngày càng kéo dài, không thấy điểm cuối, trao cho họ những chiếc quạt tự chế của mình, để họ dùng che đầu hoặc phe phẩy cho vơi đi sự oi ả. Giữa buổi trưa nắng gắt, oi ả, người dân Lại Đà mướt mải mồ hôi, chăm sóc những vị khách có lòng thành tới tưởng niệm, thắp hương cho người hàng xóm đáng tôn kính vừa từ trần của họ. Hầu như nhà nào trong làng cũng sẵn sàng chừa một chỗ nghỉ, để người nào mệt sẽ có nơi chợp mắt, ngả lưng một chút. Ông Phạm Xuân Thành, thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội nói, tôi về đây không chỉ được xã giúp đỡ,
mà còn được dân làng hỗ trợ ăn ngủ. Tôi vô cùng cảm kích. Vị khách cao tuổi này sợ con cái không cho đi vì sức khỏe kém, nên đã trốn gia đình tìm về xã Đông Hội từ 16 giờ ngày 24 tháng 7. Trải qua một đêm ở quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông được người dân ở đây mời vào nhà dùng bữa và nghỉ lại để tham dự lễ viếng vào sáng hôm sau. Khắp trục đường chính, người lại đà bố trí nhiều trạm tiếp bánh, tiếp nước miễn phí, ai cũng có thể tiện tay lấy một phần. Trong đoàn viếng có vài người khách bị đứt quai dép, hai bác chủ nhà số 143 đường Lại Đà liền đem những đôi dép của mình ra tặng. Thấy có người chưa kịp chuẩn bị trang phục đen hoặc cháu bé mặc đồ có màu sắc không phù hợp, họ vào nhà lấy quần áo của con cháu mình ra tặng. Nhiều vị khách thấy ngại, muốn gửi chút quà, nhưng hai bác cứ xua tay rồi quay lưng lên gác. Những chuyện như vậy diễn ra ở khắp làng. Chẳng ai bảo ai, họ đều coi tiếp đón, hỗ trợ khách đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nghĩa vụ của người làng. Họ không coi đây là việc tốt của cá nhân mình, luôn xưng chúng tôi, vì đây là công sức của cả làng. Sự ấm áp của nghĩa tình dân làng Lại Đà khiến khách phương xa bớt mệt mỏi. Họ xếp hàng tuần tự và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Chiều đến, cơn dông kéo đến, có vẻ như mưa sắp trút xuống. Người thôn Lại Đà lại đem ra những chiếc ô và áo mưa để ở bàn ngoài cho khách thập phương sử dụng. Nhiều vị khách cho biết họ liên tục cảm nhận niềm xúc động khi đến Lại Đà. Bên cạnh cảm xúc bùi ngùi, thương tiếc khi tiễn biệt Tổng Bí thư là sự ấm áp trước lòng tốt và chân tình của người dân nơi đây. Một người chia sẻ, nhà tôi chỉ cách đây 10 km, nhưng sáng nay đi sớm quá, chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống hay áo mưa. Trong thời gian chờ viếng được mọi người tiếp đón nồng hậu, tôi rất ngạc nhiên và xúc động muốn khóc. Đến đây hôm nay, tôi phần nào hiểu ra vùng đất toàn những người tốt bụng, hiền lành như vậy mới sinh ra được một người đức độ, thương dân như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những tin tức mới nhất liên quan tới tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!